Hey, welcome back mọi người đến với kênh YouTube Number Full TV. Lại là Hào đây. Và hiện tại Hào đã có mặt ở sảnh Atrium ở Sài Gòn Center nè. Và có một sự kiện vô cùng hoành tráng luôn của 6 thương hiệu nước hoa cực kỳ nổi tiếng, có tên là Once Upon a Love. Và sự kiện này dành riêng cho Valentine's nha. Nên các chàng trai nếu mà đang tìm kiếm một cái nơi mà có thể vừa đi chơi, đi ăn nè, và có những cái góc gọi là sống ảo để chụp hình check-in cho bạn gái mình á, thì đừng bỏ qua nơi này nha. Theo Hào, let's go. Ta-da! Hiện tại đang đứng ở tại sảnh check-in, một cái quầy sảnh mà có trang trí rất là nhiều thứ khác nhau để mọi người có thể chụp hình sắc bảo cực kỳ nhất cái nách luôn, rất là đẹp và rất là đỉnh. Và hồi nãy Hà cũng đã làm vài tấm rồi ha. Và theo Hà biết đó là cái tên của sự kiện ngày hôm nay có tên là Once Upon a Love. Và sự kiện này lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu của ngày Valentine's này, cho nên mọi người sẽ thấy được khi mà chúng ta vào cái sảnh thì họ sẽ có trang trí những cái quầy, có cái shape, những cái hình dáng như là những cuốn sách đang mở ra tượng trưng cho những câu chuyện tình yêu gì đó. Nhưng mà tuy nhiên theo Hào cảm nhận á nha, nếu mà Hào đi ngang qua thì Hào nhìn vào thì Hào chỉ cảm giác nó như là một cái quầy bình thường thôi. Hào không có nhìn ra được cái hình dáng cùng những cái trang sách. Cho nên nếu mọi người muốn nhìn một cái tổng quan của sự kiện luôn thì mọi người hãy nhìn từ trên cao xuống, mọi người sẽ nó đẹp vô cùng luôn nha. Và bây giờ hãy cùng Hào đi xem thử có những thương hiệu nổi tiếng nào đang có mặt ở tại quầy Once Upon a Love này nha. Let's go. Ok, và thương hiệu đầu tiên Hà thấy được đó chính là Burberry. Và theo Hà biết ha, thì họ đang trang trí theo một cái concept là cặp đôi couple luôn. Và couple họ đưa ra ở đây đó chính là Burberry Her và Burberry Hero. Và Burberry Hero thì Hà đã từng có review chi tiết rồi, thật sự thì không phải là fan của Hà lắm. Mặc dù đây là cũng là một mùi hương gọi là rất là đa dụng mình nịnh mũi nữa, nó là dễ dùng cho các chàng trai nữa, mà chàng trai này mà theo cái phong cách gọi là tối giản và có phần lịch thiệp và phù hợp cho văn phòng công sở thì em này đều ok ha. Nhưng mà có lẽ thì Hà sẽ mong có được cái phiên bản nó là audible foam hơn, nhưng mà nó tức là không có ở đây, chỉ có phiên bản audible toilet thôi, một phiên bản fresh hơn ha. Còn nói về phiên bản mà của Burberry Her thì Hà thấy em này là một phiên bản gọi là người ta cho là clone của Baccarat Rouge 540 nè, nhưng mà thấy em này sẽ có phần trẻ trung hơn bởi vì trái cây lên rất là nhiều, có mùi ngọt nhiều hơn nữa, cho nên Hà nghĩ mùi của em này nó rất là khác biệt so với những cái dòng còn lại của nhà Burberry, chẳng hạn như là My Burberry nè, bởi vì nó có cái tông mùi nó sẽ trẻ trung hơn nhưng mà vẫn giữ được cái nét lịch thiệp của nhà Burberry nha. Nên em này Hà khá là highly recommend cho các bạn nữ. Tuy là Hà nói là Burberry Her thì nói chung rất là highly recommend, nhưng mà đối với riêng Hà thì cái chai nước hoa nữ mình Hà thấy vẫn là dòng My Burberry. Em này thử trước Hà ngửi Hà thấy nó hơi bị già, nhưng mà bây giờ ngẫm lại thì em này thật sự đúng là một cái phong cách của nhà Burberry luôn, lịch thiệp nè, sang trọng và vô cùng nữ tính nữa, mà nó có phần đậm hơn là so với em Burberry Her ha. Thì nó sẽ có 3 phiên bản, nhưng mà ở có vẻ ở đây lại bị thiếu phiên bản My Burberry Blush rồi. Burberry Blush thì có lẽ sẽ floral hơn một tí, trẻ trung hơn, còn em này có lẽ phiên bản là dễ dùng nhất. Còn phiên bản Plus thì có lẽ là để dành cho trời lạnh buổi tối thì sẽ rất là phù hợp nha. Và nhắn là một thương hiệu gọi là dành cho đại sứ, cho các chị em bánh bèo, nói chung là nữ tính trẻ trung thì làm sao bỏ qua được thương hiệu Marc Jacobs đúng không? Thì ở đây họ thấy họ đưa ra cũng một vài sản phẩm họ khá là chiến lược, và một những sản phẩm mới nhất của họ đó chính là Marc Jacobs Perfect. Thì em này họ thấy ok, hoàn hảo, nhưng mà đối với Hào, riêng Hào thì là team một khá là hảo ngọt và sexy hơn nữa thì có Marc Jacobs Perfect Intense. Em này họ thấy nó ngọt nhiều hơn nhưng mà nó không bị quá gọi là ngấy những cái mùi như là vani với lại gọi là tonka đâu, nhưng mà cả hai em này họ thấy đều đáng là thử qua nha. Còn nếu mà bạn nào thích những tông mùi fresh hơn á, dễ dùng hơn một tí nữa thì chúng ta sẽ có đó là Daisy Marc Jacobs Also Fresh, thì mọi người vẫn có thể thử qua. Với lại cái quầy này họ thích cực kỳ thích kiểu này luôn, có một cái quầy sống ảo mà rất là vui. Nói chung là mở cửa gọi 113 bác con Thảo. Ok, và nói chung nói về cái thương hiệu mà Marc Jacobs thì họ nghĩ mặc dù mọi người có đến thử mùi hay là mọi người blind buy thì mọi người sẽ không lo về cái vụ mà có như là thất bại đâu, bởi vì tất cả những mùi hương em này á của dòng Marc Jacobs thì luôn luôn giữ được cái tông mùi mát mẻ nè, hoa floral ngọt ngào của trái cây, với lại nó sẽ giữ được cái nét gọi là cute dễ thương, với lại có phần thanh lịch và trẻ trung năng động nữa. Hồi nãy là quý cô đến từ Anh Quốc thôi, thì bây giờ họ thấy là quý cô đến từ nước Pháp, đó là thương hiệu Chloe nè. Thì theo họ thấy thì họ trưng bày ra cũng khá là nhiều sản phẩm á, trong này sẽ có phiên bản họ thấy là gọi là dễ dùng nhất và mùi tông fresh. Nếu phải là hoa trắng và citrus thì mình có Love Story, còn có phiên bản đó là Signature. Hồi tới Signature nếu mà bạn nữ mà thích mùi gọi là bánh bèo mà nhẹ nhàng, có phần mộng mơ và nói chung là bay bổng một tí á, giống như là đúng cái thương hiệu của Chloe luôn, thì có phiên bản Signature hoa hồng với là mùi trái vải nè, rất là dễ dùng ha. Còn cái phiên bản mà Hảo thích nhất và Hảo vẫn luôn luôn highly recommend á, đó chính là Chloe Nomad. Thì trong đây chúng ta có đó là phiên bản audible foam nè, nhưng mà nếu mà các bạn muốn phiên bản cải tiến hơn á thì Hảo thấy ở đây có phiên bản Chloe Nomad Natural. Thì em này họ thấy nó lên hoa vàng khá là nhiều, mùi hương khá là ấm áp hơn một tí nè, nhưng vẫn giữ được cái độ gọi là nữ tính và lại bay bổng ha. Nhưng mà cái điều thì giá nó sẽ hơi nhỉnh hơn so với phiên bản kia một tí, nhưng mà thấy nó cũng rất là đáng để mà bỏ ra, đặc biệt là các nhà trai khi tặng bạn nữ nữa. Và
và Hảo cực kỳ thích cái cách mà họ trang trí cái quầy của Calvin Klein. Thật sự là nó rất là tối giản, sao như mà nãy giờ mọi người thấy những cái quầy của những thương hiệu nữ ha, thì quầy tới em này cực kỳ tối giản luôn, đúng theo cái phong cách gọi là basic và năng động của nhà Calvin Klein. Hảo thấy có một vài gương mặt gọi là tiêu biểu và là kinh điển nhất của nhà Calvin Klein như là CK One, Eternity for Men nè, và lại là CK Euphoria. Thì cái chai CK Euphoria này á, thì họ thấy có lẽ nó sẽ có phần hơi già hơn một tí. Còn nếu mà bạn là bánh bèo mà trẻ trung á, thì họ nghĩ nếu mà các bạn biết phối đồ thêm thì sẽ ok với em này nha. Nếu mà các bạn nữ mà có ý định mà tặng quà cho các bạn nam á, thì ở nhà Calvin Klein thì họ sẽ recommend bạn một là chai CK Define phiên bản Eau de Toilette, bởi vì đây là một blue fragrance. Và cái chai mà có lẽ họ thích nhất và một nhà nước hoa mà họ dùng đầu tiên luôn ở đây, đó là chai CK Eternity Aqua. Thì em này chỗ hồi sợ hồi trước mà có một chai mà rất là thích luôn, tới tận bây giờ họ vẫn còn nhớ cái mùi của em nó. Nhưng mà tuy nhiên thì cái gu của họ bây giờ nó đã thay đổi rồi, cho nên là cái mùi aqua thì nó sẽ hơi bị basic một tí, cho nên họ không mua lại. Nói chung đối với họ đây cũng là cả một thời thơ ấu mà là cả kỷ niệm thời xưa của họ luôn á ha, khi mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Thì bây giờ chúng ta sẽ có quầy tiếp theo, đó là Hugo Boss. Thì theo họ biết thì họ sẽ trưng bày cái cặp đó là couple The Scent. Đối với phiên bản nam á thì cực kỳ ấn tượng với họ, bởi vì nó ra rất là nhiều flanker, cực kỳ đúng là bản chất của Hugo Boss. Đây là những cái quý ông mặc là những chiếc suit nè, những bộ vest rất là trang nhã và rất là lịch thiệp, và nó có phần gọi là khá là tối giản một tí, nó không bị là quá màu mè mà đây là quá ố về ha. Nhưng mà riêng với phiên bản The Scent của nữ á, thì họ thấy nó không có tương xứng cho lắm, bởi vì The Scent của nữ á, mặc dù họ thấy là một mùi hương nó khá là gọi là fruity nè, hoa floral một tí và nó khá là nhẹ nhàng và nữ tính, nhưng mà tuy nhiên nó hơi bị trẻ quá hết. So với một người mà là mặc vest mặc suit á, thì sẽ cái mùi hương của em The Scent nữ này lên, thì họ thấy nó không có đi đôi, nó không có hợp cho lắm. À, cái ngoài này họ còn trưng bày thêm cái dãy chai Boss Bottle nữa nè. Thì theo họ biết là đáng lý thật sự nếu mà nói về chai mà nổi trội nhất và gọi là iconic nhất của nhà Hugo Boss mà đối với dòng nước hoa nam á, thì chắc sẽ là chai Boss Bottle này đây. Nhưng mà tuy nhiên thì họ nhớ là họ chỉ ra phiên bản của nam thôi, chứ không có ra một cái cặp đôi theo nữ, thì người đó là lý do mà họ quyết định đưa vào cái cặp đôi The Scent ha. Còn Boss Bottle đây thì quá kinh điển rồi, mùi quế và mùi táo thật rất là xuất sắc. Ok, và vừa rồi là mình chúng ta ở quầy Hugo Boss nè. Thì bây giờ họ đang ở mặt ở quầy cuối cùng ở trong cái sự kiện Once Upon a Love này, đó chính là thương hiệu Lacoste. Thì họ thấy là họ quyết định đưa vào hai cái line, đó là Match Point và chai thứ hai đó là Lacoste White. Thì chai Lacoste White thì không cần phải nói nhiều ha, bởi vì chai nước hoa mùi green nè, mùi floral, mùi hương thì đỉnh của đỉnh, nói chung có thể cho 9/10 điểm luôn á. Nhưng mà tuy nhiên về độ bám tỏ thì không hẳn là quá best ha, cho nên nói chung mọi người có thể mua luôn chai bự để mà xài. Còn riêng về cái dòng Match Point á, thì hồi trước Hào cũng đã có thử qua nhưng mà chưa bao giờ review cho mọi người hết. Nhưng mà ấn tượng của Hào á, đó chính là đây là một những mùi hương gọi là xanh nè, nhưng mà có phần hơi pha cái nét cay cay và những cái loại thảo mộc một tí. Đây không phải là hẳn là gu của Hào ra lắm, nhưng mà đối với một cái thương hiệu của Lacoste và chuyên về những cái hình ảnh mà chàng trai gọi là sporty nè, nói chung là mùi trẻ trung và năng động, thì Hào nghĩ em này cũng có nhiều người cũng sẽ thích ha. Nhưng mà riêng của Lacoste á, thì Hào chỉ thấy trưng bày ra hai dòng nước hoa của nam thôi. Thì có lẽ cũng là bởi vì là nước hoa nữ của Lacoste thật sự nó không quá gọi là nổi trội và là mạnh ở trong thị trường nước hoa á, cho nên Hào nghĩ là họ đưa ra những hai dòng gọi là chiến lược nhất của họ, đó chính là Match Point và Lacoste White. Ok, và vừa rồi là 6 thương hiệu nước hoa ở tại sự kiện Once Upon a Love, và họ thấy rằng rất là xứng đáng để các chàng trai đi làm quà cho các bạn gái hoặc là ngược lại vào ngày Valentine sắp tới nha. Và mọi người yên tâm, sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 9 cho tới ngày 22 tháng 2, cho nên tha hồ để mà tới mà thử mùi nước hoa này, vừa có chỗ sống ảo chụp hình và còn có nhiều hoạt động khác nữa, mọi người in hình ra và làm thiệp đủ thử kiểu hết ha, rất là vui luôn, nên mọi người hãy nhớ tới tham gia nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Number Phung TV để đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.